Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hộp thư truyền hình của Truyền hình Nhân dân. Chương trình hôm nay, sang mục Điểm đơn thư, mục Kết quả thư khán giả truyền hình và bạn đọc báo Nhân dân là mục Bạn hỏi luật sư trả lời và Ống kính công dân. Ở phần Bạn hỏi luật sư trả lời hôm nay, chúng tôi tiếp nhận và trả lời câu hỏi của khán giả trực tiếp trên sóng truyền hình thông qua số điện thoại đường dây nóng. Quý khán giả có câu hỏi hay thắc mắc cần luật sư giải đáp, vui lòng liên hệ theo số điện thoại phía trên góc màn hình. Ngoài ra, nếu có đơn thư phản ánh hoặc clip phản ánh, quý vị xin gửi về địa chỉ chuyên mục Hộp thư truyền hình Nhân dân, số 71 Hàng Chống, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Email hộpthunhanzantv@gmail.com hoặc thông tin nóng qua số điện thoại 0243 756 756 0946 401 661. Thưa quý vị khán giả, trong tuần, Truyền hình Nhân dân, Ban bạn đọc báo Nhân dân nhận được 2 đơn thư về lĩnh vực nội chính, 5 đơn thư về lĩnh vực đất đai xây dựng và 7 đơn thư về lĩnh vực an sinh xã hội, cụ thể như sau. Khán giả Hà Đinh Mão, Bùi Thị Hà, Hà Nội có đơn thư về lĩnh vực nội chính. Khán giả là người dân tổ dân phố Nguyên Xá, phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Người dân ba xã Tân Dương, Dương Quan, Hoa Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Các nhà đầu tư khu dịch vụ thể thao Cây Xanh, quận Hà Đông, Hà Nội có đơn thư về lĩnh vực đất đai xây dựng. Khán giả Nguyễn Thị Hiền, Vũ Trọng Tâm, Nguyễn Văn Thanh, Hà Nội, Nguyễn Thị Hà, Thanh Hóa, Nguyễn Minh Tuấn, Thái Nguyên, Nguyễn Thị Hương, Hưng Yên, Y Linh, Kon Tum có đơn thư về lĩnh vực an sinh xã hội. Thưa quý vị và các bạn, sau đây chúng tôi xin điểm một số hồi âm của các cơ quan chức năng liên quan đến những nội dung mà khán giả bạn đọc gửi về cho chương trình trong thời gian qua. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Văn bản trả lời số 1022 ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội, nội dung chính như sau. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội nhận được công văn của báo Nhân dân chuyển nội dung đơn của ông Nguyễn Văn Chính ở đội 8, thôn Thần Quy, xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, tố cáo các ông Trịnh Thanh Thuân và Trịnh Quốc Hồng là cháu nội của ông Thuân lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến hợp đồng mua bán đất tại xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên. Công dân cho rằng có sự bao che của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Tân. Qua nghiên cứu nội dung công văn, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội có ý kiến như sau. Đồng chí Tô Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Tân là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ huyện ủy Phú Xuyên quản lý. Căn cứ Điều 19 Quyết định số 22 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng quy định về thẩm quyền tố cáo. Ngày 22 tháng 8 năm 2022, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Xuyên có văn bản số 1785 giao trưởng Công an huyện Phú Xuyên kiểm tra, xác minh giải quyết theo quy định. Ngày 28 tháng 12 năm 2022, Công an huyện Phú Xuyên có quyết định số 01/QĐ-CSĐT về việc không khởi tố vụ án hình sự đối với đơn tố giác về tội phạm của ông Nguyễn Văn Chính ở thôn Thân Quy, xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên. Báo Nhân dân nhận được văn bản trả lời số 46 ngày 4 tháng 1 năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa. Nội dung chính như sau. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa nhận được văn bản của Báo Nhân dân chuyển đơn của ông Phạm Tuấn Đạt, trú tại thôn Ngọc Nước, xã Thành Trực, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, khiếu nại về việc chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Thạch Thành sai phạm trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Nguyễn Thị Kim Dung, vị trí tại thửa đất số 83, tờ bản đồ số 17, địa chỉ tại thôn Ngọc Nước, xã Thành Trực, huyện Thạch Thành. Văn phòng Đăng ký Đất đai Thanh Hóa đã nhận được công văn số 83 ngày 11 tháng 8 năm 2022 của Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thụ lý vụ án. Hiện tại vụ việc nêu trên đang được Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa thụ lý, giải quyết theo quy định của pháp luật. Sau khi kết thúc vụ án, trên cơ sở giải quyết của Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ xem xét xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan nếu có hành vi vi phạm theo quy định. Báo Nhân dân nhận được công văn trả lời số 12 ngày 4 tháng 1 năm 2023 của Thanh tra Chính phủ. Nội dung chính như sau. Thanh tra Chính phủ nhận được công văn chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Hạnh, trú tại 143/7C Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị xem xét thu hồi các giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đối với nhà đất số 392/2 Ung Văn Khiêm, số mới, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Về việc này, Thanh tra Chính phủ đã có văn bản số 3096 ngày 15 tháng 12 năm 2021, chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Hạnh đến Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. Nay ông Hạnh tiếp tục có đơn gửi báo Nhân dân.
Báo Nhân dân chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Thuận, địa chỉ số 4B Hoàng Diệu, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, đại diện theo ủy quyền của bà Huỳnh Thị Tuyết Hạnh, trú tại 6A73/1, ấp 6, Phạm Văn Hải, quận Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, với hai nội dung. Nội dung 1 liên quan đến việc trong quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra PC44DD3, Công an thành phố Hồ Chí Minh có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp, cố ý bỏ tài liệu ngoài hồ sơ, bỏ lọt tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, ép cung khi lấy lời khai để ra kết luận. Nội dung 2 liên quan đến Phó Chủ tịch UBND quận 2 Nguyễn Phước Hưng, nay là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thủ Đức, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, thiếu trách nhiệm gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của bà Huỳnh Thị Tuyết Hạnh đối với tài sản đã hoàn thành thủ tục nhận chuyển nhượng. Sau khi xem xét nội dung đơn căn cứ các quy định, quy trình xử lý đơn thư, phản ánh, Thanh tra Chính phủ chuyển nội dung đơn của công dân, nội dung trong văn bản của Báo Nhân dân và tài liệu gửi kèm đến Chủ tịch UBND TP.HCM để chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, trả lời công dân theo quy định của pháp luật, đề nghị thông báo kết quả đến Báo Nhân dân và Thanh tra Chính phủ. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng gặp luật sư Vũ Đình Thọ, đoàn luật sư thành phố Hà Nội tham gia chương trình để trả lời những thắc mắc khiếu nại của quý khán giả đã gửi thư cũng như thông qua số điện thoại đường dây nóng. Xin chào luật sư, cảm ơn luật sư đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay. Vâng, xin chào MC Hoàng Hà, xin chào quý vị khán giả của chuyên mục Hộp Thuốc Truyền Hình. Thưa luật sư, trong thời gian chờ đợi câu hỏi của khán giả gọi về cho chương trình, xin gửi tới luật sư câu hỏi của khán giả Bùi Đức Chính ở thành phố Bắc Ninh. Câu hỏi như sau: xe ô tô của tôi có hạn đăng kiểm đến ngày 23 tháng 1, tức là ngày mùng 2 Tết âm lịch. Thời điểm đó, các cơ quan đăng kiểm lại nghỉ Tết nên không thể gia hạn đăng kiểm cho xe của tôi. Xin hỏi, nếu phải sử dụng xe thì có vi phạm luật giao thông không? Tôi phải xử lý như thế nào trong tình huống này? Xin mời luật sư. Câu hỏi của bạn tôi xin trả lời như sau. Theo quy định tại Nghị định 100 năm 2019 của Chính phủ thì phương tiện có hạn đăng kiểm dựa trên thời gian được ghi ở giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định dù chỉ một ngày vẫn bị xử phạt. Cụ thể, bị xử phạt hành chính từ 4 đến 6 triệu đồng đối với chủ xe là cá nhân và từ 8 đến 12 triệu đồng đối với chủ xe là tổ chức. Phạt tiền 3 đến 4 triệu đồng đối với người điều khiển phương tiện có hạn đăng kiểm dưới 1 tháng. Đồng thời, người điều khiển phương tiện có hạn đăng kiểm còn bị tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng và bị tạm giữ phương tiện đến 7 ngày nếu có hạn đăng kiểm từ 10 ngày trở lên. Trường hợp của bạn, tôi khuyên bạn nên thực hiện thủ tục đăng kiểm xe ô tô trước khi bước vào thời gian nghỉ Tết và bạn có thể đăng ký online trước để chủ động giờ giấc đến trung tâm đăng kiểm. Việc đưa xe đi kiểm định trước hạn không khiến chủ xe bị thiệt bởi phí sử dụng đường bộ sẽ được tính nối tiếp từ thời gian xe đã nộp, chứ không phải tính từ thời điểm mang xe đi đăng kiểm. Ngoài ra, nếu xe có lắp các thiết bị, phụ kiện làm sai kích thước tiêu chuẩn của xe theo quy định, độ đèn sai khác với thông số, chủng loại của nhà sản xuất, lắp thêm tháo bớt ghế ngồi sai với công năng thiết kế đã được đăng ký, sử dụng sai cỡ lốp cũng sẽ bị từ chối đăng kiểm. Chúc bạn sớm gia hạn kiểm định xe của mình, tránh được những vấn đề không mong muốn vào năm mới. Thưa quý vị khán giả, thưa luật sư, chúng tôi vừa nhận được một cuộc gọi của khán giả gọi về cho chương trình qua số điện thoại đường dây nóng và sau đây là nội dung câu hỏi. Vâng, xin chào luật sư ạ. Vâng, xin chào luật sư ạ. À, xin anh cho biết tên và địa chỉ ạ. Tôi tên là Long ạ. Tôi đến từ Xuân Trường ạ. Xuân Trường, Nam Định. Vâng, xin anh cho biết câu hỏi. Tôi có một câu hỏi là tôi bị người khác vu khống về việc đã từng trộm cắp tài sản. Sau khi bị vu khống ạ, tôi đang làm đơn tố giác đến đơn tố giác tội phạm đến công an và đang được xử lý. Hãy cho tôi hỏi người vu khống tôi sẽ bị xử phạt như thế nào ạ? Vâng, xin mời luật sư tư vấn. Tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau. Căn cứ vào điều 20 Hiến pháp nước Việt Nam quy định, mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm, không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào xâm phạm đến thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Trường hợp của bạn, bạn cho rằng bị người khác vu khống về việc đã từng trộm cắp tài sản, thì ngoài quyền yêu cầu bác bỏ thông tin đó, bạn còn có quyền yêu cầu người đưa ra thông tin xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại. Đối với những cá nhân có lời nói xúc phạm đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác ở mức độ nhẹ, sẽ bị xử phạt hành chính tương ứng với hành vi đó theo quy định tại Nghị định 167 năm 2013 của Chính phủ. Đối với hành vi ở mức độ nghiêm trọng hơn, thì tùy thuộc vào thái độ, nhận thức của người có hành vi vu khống, cường độ và thời gian kéo dài của hành vi xúc phạm, vị trí và môi trường xung quanh, vị trí vai trò uy tín của bạn trong xã hội, dư luận xã hội về hành vi xúc phạm đó mà có thể bị xử lý hình sự theo quy định tại điều 156 Bộ luật hình sự năm 2015. Mức hình phạt cao nhất của tội danh này lên đến 7 năm tù.
Vâng. À, anh còn câu hỏi gì khác dành cho luật sư không ạ? Dạ không ạ, tôi cảm ơn luật sư ạ. Vâng, xin cảm ơn anh. Vâng vâng. Thưa luật sư, tiếp theo chương trình xin gửi tới luật sư câu hỏi của khán giả Trần Văn Tuấn ở Nam Định. Câu hỏi như sau. Nhà tôi xây hàng rào nên đã báo với hàng xóm đo đạc, xác nhận ranh giới. Sau khi có sự thống nhất, chúng tôi mới xây. Tuy nhiên, sau đó hàng xóm lại chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người anh trai và họ lại đo đạc lại thì nói chúng tôi lấn đất của họ. Tôi yêu cầu để địa chính xuống đo lại đất nhưng họ vẫn không thống nhất được diện tích đất tranh chấp. Vậy gia đình tôi nên như thế nào? Tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau. Theo quy định tại Điều 175 Bộ Luật Dân sự năm 2015, quy định về ranh giới giữa các bất động sản liền kề được xác định dựa trên thỏa thuận hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ngoài ra có thể được xác định theo tập quán hoặc theo ranh giới đã tồn tại từ 30 năm trở lên mà không có tranh chấp giữa các hộ liền kề. Thông tin của bạn nêu không rõ là ranh giới giữa nhà bạn và nhà hàng xóm đã có thỏa thuận bằng văn bản về vị trí ranh giới chưa? Việc xác định ranh giới có ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất của các gia đình đã được nhà nước công nhận hay chưa? Bạn đã yêu cầu địa chính xuống đo lại đất nhưng hàng xóm vẫn không thống nhất được diện tích tranh chấp thì bác cần gửi đơn lên Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải. Đối với tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà không thành thì một trong các bên có quyền khởi kiện tại tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. Vâng, xin cảm ơn luật sư đã giải đáp những băn khoăn thắc mắc của khán giả truyền hình nhân dân. Thưa quý vị, do thời lượng của chương trình có hạn, những câu hỏi hay thắc mắc của quý khán giả chúng tôi sẽ tổng hợp và giải đáp trong những chương trình sau. Phần cuối của chương trình hộp thư truyền hình, xin mời quý khán giả theo dõi những hình ảnh trong tiểu mục ống kính công dân. Nếu có thông tin cần phản ánh hoặc clip phản ánh, quý vị gửi về địa chỉ email hộpthunhandantv@gmail.com hoặc gọi đến đường dây nóng của chương trình 0243 756 756 0946 401 661. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Khác hẳn với không khí trong lành vốn có của vùng núi Thạch Thất, nhiều tháng gần đây, người dân sống chung quanh hồ đá dựng xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội đang phải chịu đựng mùi hôi thối của nước hồ. Không khí có mùi khó chịu khiến việc kinh doanh du lịch của các gia đình sống gần đó cũng bị ảnh hưởng. Mùi hôi thối không thể chịu. Ngồi giống bộ cơm dính ngay cơn gió nó thổi, đua cái mùi này vào mũi, bỏ cả cơm luôn. Từ cái ngày có chạy vịt này là kinh doanh của chú rồi. Trước đây mà 10 thì giờ chắc nó chỉ còn được khoảng 3 phần. Vâng. Nó phải giảm khoảng 70%. Vâng. Thành thử giờ cháu gọi là bên chú thì làm về ăn uống nghỉ dưỡng. Mà cái mùi thế này thì ai người ta nghỉ vâng. Được. Thế nên đấy, tất cả những cái căn này của chú này, biệt thự này, những cái nhà nghỉ tập thể cộng đồng là chú đóng cửa ấy. Vâng. Không dám nhận khách nữa. Vâng. Bởi vì nhận khách đến nơi ấy, mà cái mùi như thế này người ta bỏ về mà người ta còn nói mình chẳng ra thế nào. Vâng. Thì thà rằng là chú cứ nói dối là độ này hết phòng, nhưng có phải đâu. Nước hồ nổi váng, chuyển sang màu đen và bốc mùi, ảnh hưởng đến cả sức khỏe và sinh hoạt của người dân. Theo người dân địa phương, nguyên nhân của việc nước hồ đổi màu và có mùi khó chịu, phần lớn là do việc xả thải của trang trại nuôi vịt của một hộ gia đình cạnh hồ xả nước thải ra. Nước thải từ hoạt động chăn nuôi xả thải trực tiếp vào ao, nằm trong phần đất của trang trại. Khi nước thải trong ao bị đầy thì sẽ tràn ra hồ đá dựng theo đường cống xả qua bức tường bao quanh trang trại đã được để chờ từ trước đó. Sát với cái chỗ cái hồ đó là cũng có một cái hộ gia đình người ta là chăn nuôi hai cái trại vịt. Nhưng mà cái trại vịt đó họ cũng không phải là chăn nuôi liên tục. Mà cũng một năm thì họ cũng chăn nuôi khoảng 2 đến 3 lứa thôi. Thế nhưng mà để mà nói là cái khâu xử lý của người ta thì về cái mùi thì nó rất là mùi. Hai nữa là cái phần mà nước mà chảy từ chạy vịt ra cái ao người ta, nhưng mà sau đó từ cái ao nó lại chảy ra hồ, cho nên nó gây ô nhiễm cái nước hồ. Thì hiện nay là chúng tôi cũng đã báo cáo và cũng đã đề nghị Ủy ban dân xã là có văn bản đề nghị cấp trên, nhưng mà hiện nay là cũng vẫn chưa thấy có cơ quan nào về để xử lý cả, bởi vì cái này thì nó cũng vượt quá cái thẩm quyền của địa phương. Không chỉ phản ánh về vấn đề ô nhiễm nước hồ, người dân còn cho biết phần chung quanh hồ đá dựng cũng đang có dấu hiệu bị lấn chiếm. Đây là đất trồng rừng, tuy nhiên không hiểu vì sao lại có chuyện xây dựng công trình và mở lối đi làm giảm diện tích của hồ. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vào những số phát sóng sau.